gặp nhau ở vô tình gặp nhau ở chỗ cái mộ của chị Võ Thị Sáu đó. Chúng tôi chỉ hỏi thăm và nói chuyện với nhau trước ngôi mộ, thắp nhang xong rồi cái khấn vái nói chuyện. Không biết một cái tâm linh nào mà trong kịch bản không có luôn, đạo diễn không nói mà thì có một cái sức mạnh vô tình nào đó, vô hình nào đó tự nhiên đẩy cái cánh tay phải của chúng tôi lên, đẩy ngay cái cùi chỏ cánh tay phải, đưa lên cái thì cái cánh tay phải tôi choàng qua vai của bác Cao Vịnh. Thì không tại sao lại không đẩy cái cánh tay trái mà đẩy cánh tay phải, tại vì cái cánh tay trái của tôi là bên cạnh là cánh tay phải của bác Vịnh, nó cánh tay phải bác Vịnh nó yếu. Tôi để ý mỗi lần bác đi đó thì cánh tay phải luôn luôn thả xuống chứ không co lên được. Đó là hậu quả của năm tháng tù đầy. Thì tự nhiên là cái bàn tay ra cái cánh tay tôi choàng qua vai bác Vịnh lại cái ôm ngang lưng tôi, thế là hai hai anh em ôm nhau, hai người chiến sĩ đã ôm nhau trước mặt chị Võ Thị Sáu và chúng tôi cùng khóc. Cái sự đồng cảm chúng tôi đến và cho tới giờ phút này khi mà tôi kể chuyện đó, có lẽ bữa nay thì nó nguôi rồi, nhưng tối hôm qua kể chuyện cho ca sĩ Lệ Hằng thì tôi vẫn nổi da gà. Và thưa quý khán giả, ngày hôm đó quả thật cái cánh tay mà đưa lên đó nó nổi hết da gà lên. Mà tôi là người ít tin dị đoan, tôi tin có tâm linh nhưng mà tôi không tin dị đoan. Cái điều thứ hai nữa đó, lúc mà cái ngày đầu tiên mà chúng tôi đóng cái nhạc, đóng cái cảnh mà đi ra ngoài bờ biển, đi chơi Tết ở ngoài bờ biển Côn Đảo, thì gặp được ca sĩ Thanh Thúy cũng đi ngoài biển. Thì lúc mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy đóng cái kịch bản mà Thả Chim Bồ Câu, quý vị vào trong nghĩa trang Hàng Dương quý vị sẽ thấy một cái tượng chị Võ Thị Sáu thả chim bồ câu. Vì tôi đi vào một cái nhà dân ở gần ngay lề đường lúc mà cái xe của chúng tôi đậu ở đó, tôi hỏi cháu ơi có cho chú một miếng nước, tại vì có một cái bình nước để đằng trước. Ở Việt Nam nó có hay cái chỗ này, thưa quý khán giả, quý vị đi ngoài đường á, ngoài phố tự nhiên thấy một cái bình nước để cho nước free, tức là nước uống miễn phí không cần mất tiền. Ai đi ngang qua đấy khát nước á, thì có sẵn cái ly cái cốc đó để mở nước vào trong mà uống. Đấy là của các nhà hảo tâm. Đây đó là những nhà tự trong gia đình họ để thôi. Đấy. Có những nhà họ còn lại để luôn cả cái bình nước mà có đá trong đó nữa. Đấy, trà đá đấy. Thì tôi hỏi thì tính cho mượn cái ly đó thì nhưng mà cháu nó vào trong nhà cháu lấy cho một cái chai nước suối còn nguyên chưa mở nắp, cháu đưa ra hai chai. Sau tôi lúc mà ra tôi đưa cho cô Thu Ba ở trong đoàn, Thu Ba là người viết cái kịch bản đó. Thì cháu mới nói, cháu bảo thì ngồi nói chuyện thôi, nói chuyện thì cháu mới hiểu. Cháu bảo mấy ngày hôm nay Côn Đảo, tại vì ngày hôm 17 chúng tôi tính đi đó là cái ngày hôm đó chuyến máy bay bị hoãn, tại vì Côn Đảo thời tiết xấu máy bay không không đáp xuống được. Ngày 18 sáng 18 chúng tôi đi chuyến sáng sớm nhất là 6 giờ sáng. Thì cháu bảo rằng mấy ngày nay là biển động mà trời mù,
Mà sau bữa nay đó, các bác ra đóng thì tự nhiên trời nó trong xanh. Mà nước quý vị thấy rằng lúc mà tôi làm live stream đó, quý vị nhìn thấy nước rất là trong. Thì có phải rằng là hồn thiêng sông núi của cô Sáu về hay không? Cái chuyện đó chúng tôi không dám quả quyết. Nhưng mà nó tự nhiên tại sao nó lại trong suốt 4 ngày 18, 19, 20, 21 ở ngoài Côn Đảo. Chỉ có chiều ngày 19 có một trận mưa nhỏ khoảng chừng. Mưa cũng khá lớn nhưng mà nhỏ, nhưng mà nó rất là ngắn, chỉ có 2 tiếng đồng hồ là xong. Thì có phải rằng đó là một cái cô Sáu phù hộ cho đoàn phim để hoàn tất được cuốn phim? Bởi vì nếu mà chúng tôi không làm kịp là chúng tôi lại phải ra cái dịp khác. Mà nhà báo đó thì là ở bên Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Thành ra quay đi trở lại đây là cả một cái vấn đề. Thì phải chăng đó là một cái sự gọi là linh thiêng nào đó, hoặc là cái sự là phù trợ của cô Sáu, mà thời tiết của Côn Đảo rất là đẹp. Quý vị nhớ ngày hôm 2019 tôi lúc tôi ngồi ăn ở trong cái nhà hàng Sài Gòn Côn Đảo, mưa như là tát nước. Còn một cái điều nữa đó, quý vị có tin hay không tin đó, cũng tùy theo quý vị thôi. Đi vào trong cái phòng giam, biệt giam đó, đề cái ngoài bảng đề là nơi đây đã từng giam giữ tù nhân Lê Hồng Phong. Tôi có nói rằng cái vong linh của bác Lê Hồng Phong người lính Việt Nam Cộng Hòa tới đây kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của bác đối với đất nước. Cái tượng nó bằng sắt thì có phải vì cái nước mắt của tôi rớt ra nó long lanh, nhưng mà tôi biết chắc chắn rõ ràng là có sự, cái ngón tay nó có sự rung động. Cái điều đó nói ra không ai tin được, bảo đảm không có phải là sự thật, thế nhưng mà đó là sự thật. Tôi vẫn tin rằng có thể là giọt nước mắt của tôi nó long lanh, nhưng mà tôi thấy ngón tay hình như là có cái sự run run ở trong ngón tay. Mà cái ngón tay của người tù Lê Hồng Phong bằng sáp đó nó run giống như là cái bàn tay mà khi bác Vịnh đưa tay bắt tay tôi. Đây là cái tháp. Dạ. Tháp của nhà chùa. Tháp của chùa nào vậy? Không biết, mới xây. Mới xây. Đấy, đúng rồi, con cái cần cầu hay con này. Rất là... Ấn. Chùa Quốc Ấn Khai Tâm. Ở trong này có chùa nhưng ngoài cái tháp này đang xây gần trong. Vâng, thì thưa quý khán giả, chắc chắn rằng một cái tượng tháp thì không thể nào rung được. Thì có thể chỉ là tôi hoa mắt, hoặc là những cái giọt nước mắt nó đọng ở trên mắt của tôi. Lúc đó tôi rất là xúc động. Quý vị còn nghe tiếng khóc của tôi trong live stream mà. Nhưng có điều đó, những cái câu chuyện huyền bí về chị Võ Thị Sáu đó thì tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng cái cây á, đằng sau lưng cái mộ của chị Sáu đó, nó
rẽ qua bên tay phải, xong nó vòng ngược lại qua bên tay trái, giống như là cái cánh tay chị Sáu đưa ra trong cái tượng, trên tay có một con chim bồi câu thì rất là giống cánh tay. Còn về cái vấn đề mà huyền thoại của chị Nguyễn Thị Sáu thì thật sự Võ Thị Sáu thì nó có rất nhiều huyền thoại. Thí dụ như là nói rằng á, mọi người ta nói rằng ban đêm thấy chị Sáu vẫn xuất hiện, đi từ trong cái cây đi ra. Thì cũng như tôi nói rằng có thể rằng có sự thật như vậy hoặc là không, tùy theo tâm linh của mỗi người đó. Riêng tôi thì tôi tin rằng là không có. Nhiều khi đó là một sự theo dệt. Nhưng mà nhiều khi con người ta lòng tin nó cái lòng thành nó đi tới một cái mức độ mà người ta sẵn sàng, người ta nghĩ tới được những cái chuyện như vậy. Tuy nhiên một chuyện chắc chắn là không đúng là hồn chị Sáu đã đi vào trong những cái nhà của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng tao là Võ Thị Sáu đây, tao cảnh cáo chúng mày đừng có hành hạ tù nhân, không thôi tao sẽ về bóp cổ. Thì cái đó tôi tin là không có. Thứ nhất là Võ Thị Sáu sẽ không, đây là ngôn ngữ, không phải là ngôn ngữ của Võ Thị Sáu. Đó là không thể nào Võ Thị Sáu tự xưng là tao là Võ Thị Sáu, rồi tao là cái hâm dọa tụi bay. Thay vì hâm dọa thì bóp cổ tụi nó chết luôn ngay đi. Đó, thành nha. Tôi tin rằng đó là những cái mà người ta thêu dệt lên thôi, để cho nó gọi là thần thánh hóa chị Võ Thị Sáu bởi vì lòng tôn thờ. Nhưng mà có điều sự thật, ngày hôm mà xử bắn Võ Thị Sáu cùng với anh Nguyễn Văn Năm, anh Năm cũng chết ngày 23 tháng Giêng năm 1952, thì toàn thể tù nhân đều tuyệt thực, không ăn uống ngày hôm đó. Mặc dù rằng cái khẩu phần của mình á, bình thường mỗi ngày đã thiếu thốn rồi, mình đã thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước. Những cái xe mà nó núp sau lưng ở cái đó là